Góc này bao nhiêu? Góc 180 độ. Góc này bao nhiêu? Góc 90 độ. Lại cho góc này nè, bằng 135 độ. Tính góc này làm phép gì? Phép trừ. Lấy bao nhiêu trừ bao nhiêu? Lấy nguyên cái góc chà bá này nè, bao nhiêu? 135. Nguyên góc 135. Nguyên cái góc này, thấy cái góc này không mà không có nhìn hay sao á? Có mà. Góc đó góc gì? Góc đó góc gì? Góc bẹt bao nhiêu độ? 180. Đầu óc không nhìn, cứ cười suốt ngày. Tiếp. Muốn tính góc này là phép gì? Trừ đi. Đó, có cái phép trừ không cũng không xong nữa. 180 trừ bao nhiêu? 135. Ra nhiêu? Ra là 0 trừ 1 không được, mượn 1. Rồi, mượn ra 5. 0 trừ 5 không được, mượn 1 là 10, 10 trừ 5 ra 5. 8 trừ 3, nãy mượn 1 nữa là 8 trừ 4, 8 trừ 4 còn 8, 8 trừ 4 là 4. 1 trừ 1 không. Góc này 45 độ. Ủa mày.